Khoa học lập trình iOS tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa phạm. Chúng ta đang trong loạt chuyên đề về... Ôi, Thái ơi. Chính vì thế mà lúc này chúng ta cần phải biết cách auto nail các đối tượng bên trong chứa. Sai rồi. Front view. Nhầm. Fresh. Đúng rồi. Mình thì fresh. Đâu làm nguyên câu này. Rồi cái chữ tì nó xuống rồi các tụi tháng nó đưa cái lưỡi ra. Thì đúng rồi. Em cũng chỉ là con gái thôi. Buồn là khóc hay vui là cười. Em cũng chỉ muốn em như bao người. Anh đọc chữ trên nào hết, anh bỏ dấu ra luôn. Bên CGD và NS Operation. Dạ. Có hai chữ thôi. Tại em nhìn cái hình, nhìn là chữ mất thì rep. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt các bạn. Chuyện gì lại? Nào cô kể một chút luôn à, quên, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các chuyên đề tiếp theo. Rồi vô nè, 1, 2, 3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở các chuyên đề tiếp theo. Thiếu thiếu gì cái gì này, em đã nói kỳ rồi. Ở những video tiếp theo trong loạt bài này. Chào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Lại nè. 1. Chưa thấy em mắc cười. Được chưa? I hope I could inspire you, cause I've got